Phần trình bày của em gồm có các nội dung sau. Như chúng ta đã biết thì hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong. Và hút thuốc lá thì liên quan đến rất nhiều các vấn đề sức khỏe phải nhập viện, trong đó có các bệnh lý về hô hấp, về tim mạch, hô hấp, tim mạch và các bệnh lý ung thư. Phần lớn thì những cái người hút thuốc lá khi nhập viện thì họ đã cai thuốc. Tuy nhiên thì trong số họ phần lớn là sau khi ra viện họ lại hút thuốc trở lại. Các cái phân tích tổng quan trên Cochrane năm 2012 thì cho thấy rằng các cái can thiệp tư vấn tích cực khi nằm viện tiếp tục ít nhất là một tháng sau khi ra viện thì sẽ giúp mang lại cái hiệu quả, giúp tăng tỷ lệ cai thuốc ở những cái đối tượng này. Việc tư vấn qua điện thoại để hỗ trợ cho các đối tượng này là rất phù hợp. Và trên thế giới thì hiện tại cũng đã có nhiều các nghiên cứu để đánh giá về hiệu quả của các cái can thiệp cai thuốc lá trên nhóm bệnh nhân nhập viện, nhưng chủ yếu là các bệnh nhân nhập viện nói chung, bệnh nhân nhóm tim mạch và bệnh nhân trước phẫu thuật. Rất ít các nghiên cứu trên bệnh lý hô hấp. Ở Việt Nam thì chương trình phòng chống tác hại thuốc lá được triển khai ở trong hệ thống các bệnh viện từ năm 2015, và trung tâm hô hấp cũng đã được giao triển khai cái chương trình đó với cái tổng đài tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá và phòng tư vấn trực tiếp. Tuy nhiên hiện tại thì chưa có nghiên cứu nào đánh giá hiệu quả trên nhóm đối tượng này. Chính vì vậy chúng em thực hiện nghiên cứu với hai mục tiêu. Thứ nhất là để xác định cái tỷ lệ cai thuốc bằng phương pháp tư vấn trực tiếp khi nhập viện ở bệnh nhân mắc một số bệnh phổi điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Thứ hai là đánh giá hiệu quả cai thuốc lá bằng phương pháp tư vấn trực tiếp khi nhập viện kết hợp với tư vấn qua điện thoại sau khi ra viện trên nhóm bệnh nhân này. Một vài nét về tổng quan thì chúng ta đã biết có đủ các cái bằng chứng khoa học cho thấy có mối liên quan giữa hút thuốc lá với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hút thuốc lá là nguyên nhân của khoảng 80% các trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và ở các nước phát triển thì 40% các bệnh nhân ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở các nước phát triển là người hút thuốc. Hút thuốc lá cũng có liên quan chặt chẽ với việc gây ra các cái bệnh lý ung thư, trong đó có ung thư phổi, và làm tăng tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân này. Đồng thời người ta cũng thấy có mối liên quan giữa hút thuốc lá với tăng tỷ lệ mắc viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn, cũng như là có mối liên quan liều với hút thuốc lá với tử vong ở bệnh nhân mắc viêm phổi cộng đồng. Ngoài ra thì hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ thúc đẩy phát triển lao phổi, cũng như là tăng tỷ lệ tử vong ở những cái bệnh nhân mắc lao phổi nếu tiếp tục hút thuốc lá, và có mối liên quan về mặt xuất hiện các cái triệu chứng hen ở thanh thiếu niên do hút thuốc lá, cũng như là làm tăng cái việc khó kiểm soát hen ở những cái đối tượng mà hút thuốc và tăng nguy cơ tràn khí màng phổi trên các nhóm đối tượng này. Thế thì nghiện thuốc lá thì không đơn thuần là một thói quen, mà các cái bằng chứng khoa học thì đã cho thấy đây là một căn bệnh, đó là bệnh nghiện nicotine. Và theo phân loại ICD-10 thì có căn bệnh này có mã là F17, tức là nghiện nicotine. Trên lâm sàng thì để chẩn đoán mức độ phụ thuộc nicotine, người ta sẽ dựa vào trắc nghiệm Fagerstrom gồm có 6 câu hỏi đánh giá về hành vi hút thuốc của đối tượng, và tùy theo tổng số điểm người ta sẽ chia ra các mức độ nhẹ là từ 0 đến 3 điểm, trung bình là 4 đến 6 điểm, và nặng là từ 7 đến 10 điểm. Ngoài ra thì việc đo nồng độ khí CO trong hơi thở ra cũng giúp gián tiếp đánh giá cái mức độ nghiện thực thể. Nếu mà CO trên 20 ppm là nghiện thực thể mức độ nặng. Các cái phương pháp điều trị cai nghiện thuốc lá hiện nay được chứng minh là có hiệu quả, gồm có các cái biện pháp can thiệp để làm can thiệp về nhận thức để chuyển đổi hành vi, tức là các biện pháp tư vấn, trong đó có thể là tư vấn trực tiếp, tư vấn qua tổng đài điện thoại, tư vấn cá nhân hoặc là tư vấn theo nhóm. Và các cái thuốc điều trị hỗ trợ cai nghiện thuốc lá hiện nay thì gồm ba thuốc hàng đầu được khuyến cáo bởi Tổ chức Y tế Thế giới, đó là nicotine thay thế, bupropion và valproic. Mô hình chuyển đổi hành vi của Prochaska và Diclemon thì đã chứng minh rằng một cái người hút thuốc lá có thể sẽ trải qua rất nhiều các cái giai đoạn khác nhau của quá trình trưởng thành quyết tâm cai thuốc trước khi mà đi đến có thể cai thuốc thành công. Và các cái can thiệp về tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá thì sẽ tác động cung cấp các cái tư vấn phụ thuộc vào từng giai đoạn của quá trình trưởng thành quyết tâm cai thuốc này. Các mô hình tư vấn trên lâm sàng có hiệu quả được áp dụng có thể thấy như là các mô hình tư vấn 5A dành cho những cái đối tượng mà đã có mong muốn cai thuốc, hoặc là mô hình tư vấn 5R để tăng cường quyết tâm cai thuốc ở những người chưa muốn cai thuốc. Về đối tượng phương pháp nghiên cứu thì thứ nhất là tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân của chúng em là bệnh nhân nam giới trên 18 tuổi đang hút thuốc hoặc là còn hút thuốc trong vòng ít nhất 1 tháng trước khi nhập viện. Phải nhập viện điều trị tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian dưới 2 tuần vì các bệnh lý phổi trong từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020, được chẩn đoán một trong các cái bệnh lý là hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi mắc phải cộng đồng, lao phổi, màng phổi, tràn khí màng phổi hoặc là ung thư phổi. Tiêu chuẩn loại trừ đó là những người đã bỏ hút thuốc trên 1 tháng tại thời điểm vào nghiên cứu, bệnh nhân từ chối tham gia nghiên cứu, những người có suy giảm về mặt nhận thức ảnh hưởng đến cái việc mà tiếp nhận các cái can thiệp về cai thuốc, hoặc có vấn đề về giao tiếp ảnh hưởng đến việc tiếp nhận can thiệp. Những cái bệnh nhân mà sức khỏe quá yếu không cho phép nhận can thiệp hoặc là dự đoán tuổi thọ ngắn trước khi kết thúc nghiên cứu. Về thiết kế nghiên cứu thì đây là nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên so sánh song song hai nhóm. Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn và đồng ý tham gia vào nghiên cứu thì sẽ được phân tầng theo mức độ phụ thuộc nicotine dựa vào tham điểm Fagerstrom. Sau đó thì sẽ được
chia ngẫu nhiên vào hai nhóm là nhóm can thiệp tích cực và bao gồm có một lần tư vấn trực tiếp khi nào viện kết hợp với tư vấn tích cực qua điện thoại sau khi ra viện, và nhóm can thiệp thông thường là gồm một lần tư vấn trực tiếp khi nào viện. Việc phân bổ ngẫu nhiên được thực hiện theo hình thức bốc thăm. Các mẫu nghiên cứu thì chúng em lấy tất cả các bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn trong khoảng thời gian nghiên cứu và không có tiêu chuẩn loại trừ, tổng cộng 164 bệnh nhân, trong đó 85 bệnh nhân nhóm can thiệp thông thường, loại trừ 6 bệnh nhân, trong đó có 4 bệnh nhân tử vong trước thời gian theo dõi vì ung thư phổi và 2 bệnh nhân sử dụng nicotine thay thế khi về nhà. Còn lại thì 79 bệnh nhân nhóm can thiệp thông thường và 85 bệnh nhân nhóm can thiệp tích cực. Các can thiệp trong nghiên cứu sử dụng gồm thứ nhất là tư vấn trực tiếp được thực hiện đối với cả hai nhóm can thiệp tích cực và thông thường, gồm có một lần tư vấn ngắn dưới 5 phút do bác sĩ điều trị thực hiện và một lần tư vấn sâu 30 phút do bác sĩ phòng nghiên cứu trực tiếp và hoặc là nghiên cứu sinh là em thực hiện. Nội dung tư vấn theo mô hình tư vấn 5A với sự hỗ trợ tùy thuộc vào giai đoạn trưởng thành quyết tâm cai thuốc và theo chương trình trưởng thành quyết tâm cai thuốc Prochaska kết hợp với sử dụng mô hình 5R để tăng cường động cơ cai thuốc của đối tượng. Đây là sơ đồ nghiên cứu của chúng em. Đây là sơ đồ của quy trình tư vấn trực tiếp. Can thiệp thứ hai là can thiệp về tư vấn tích cực qua điện thoại sau khi ra viện thì được áp dụng cho nhóm đối tượng can thiệp tích cực, gồm 6 lần gọi điện thoại chủ động, gọi viết tắt là P1 đến P6 ở các thời điểm 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau khi ra viện với nhóm can thiệp tích cực, được thực hiện bởi tư vấn viên của tổng đài tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí 1800-6606. Thời gian mỗi cuộc gọi từ 2 cho đến 15 phút và nội dung tư vấn thì gồm có tư vấn để tăng cường quyết tâm cai thuốc, khuyến khích tiếp tục duy trì cai thuốc, phòng tránh tái nghiện và giúp bệnh nhân chế ngự các vấn đề khó chịu khi cai. Nội dung tư vấn sẽ thay đổi tùy theo tình huống cụ thể và theo nhu cầu của bệnh nhân. Thu thập số liệu ở lần khám nghiên cứu thì chúng em sẽ thu thập các số liệu về đặc điểm nhân khẩu học, về tiền sử hút cai thuốc của bệnh nhân và tình trạng bệnh lý hô hấp khi nhập viện. Về thu thập số liệu ở thời điểm theo dõi 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng thì chúng em sẽ gọi điện thoại cho bệnh nhân và người nhà cùng người nhà sống cùng để xác định về tình trạng cai thuốc và hút thuốc của đối tượng. Những người báo cáo là đã cai được thuốc ở thời điểm theo dõi 6 tháng thì sẽ được mời đến bệnh viện để xác nhận bằng đo nồng độ khí CO trong hơi thở ra. Việc đánh giá mức độ hài lòng, đồng thời là đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ tư vấn. Các chỉ tiêu đánh giá trong nghiên cứu bao gồm thời điểm theo dõi, ở thời điểm theo dõi 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, gồm có tỷ lệ cai thuốc thời điểm 7 ngày, tỷ lệ cai thuốc liên tục 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, được xác định bằng việc trả lời không với cả hai câu hỏi trong vòng 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng vừa qua ông bà có hút thuốc lá dù chỉ là một hơi hay không, và trong vòng 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng vừa qua ông bà có sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào không. Bệnh nhân sẽ được xác định là cai thuốc nếu trả lời không với cả hai câu hỏi và có sự xác nhận của người thân sống cùng. Tỷ lệ cai thuốc liên tục 6 tháng do bệnh nhân tự báo cáo và sẽ được xác nhận bằng đo nồng độ CO trong hơi thở ra dưới 10 ppm khi bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. Việc đo nồng độ CO được thực hiện trên máy micro CO của hãng sản xuất CareFusion và được kỹ thuật viên là được người đo là bác sĩ phòng tư vấn trực tiếp đã được đào tạo thành thạo về kỹ thuật đo CO. Đây là sơ đồ nghiên cứu của chúng em. Phân tích số liệu thì sử dụng phần mềm Stata để phân tích số liệu và thống kê mô tả thì được sử dụng để mô tả đặc điểm của đối tượng nghiên cứu và đánh giá các chỉ tiêu nghiên cứu. Với các chỉ tiêu nghiên cứu chính là tỷ lệ cai thuốc tại các thời điểm theo dõi thì chúng em sẽ sử dụng cách phân tích intention to treat, tức là phân bổ theo ngẫu nhiên ban đầu. Với những bệnh nhân mà không đến khám và bỏ cuộc thì sẽ được tính là không cai thuốc. Test khi bình phương được sử dụng để so sánh tỷ lệ cai thuốc giữa hai nhóm các thời điểm theo dõi. Phân tích hồi quy logistics sẽ được sử dụng để so sánh hai nhóm về cái hiệu quả của các phương pháp can thiệp đối với hiệu quả cai thuốc. Một số kết quả đạt được khi so sánh giữa nhóm can thiệp và thông thường, can thiệp thông thường và can thiệp tích cực về một số đặc điểm nhân khẩu học như là độ tuổi trung bình, phân bố độ tuổi và tình trạng hôn nhân thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Phần lớn đối tượng nghiên cứu là trong độ tuổi trung niên và đã kết hôn. Về phân bố nghề nghiệp và trình độ học vấn thì cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm. Nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả hai nhóm là nông dân. Và trình độ học vấn thì chủ yếu là ở trình độ từ cấp 3 trở xuống, trình độ đại học và sau đại học thì chiếm tỷ lệ thấp. Về phân bố đối tượng theo nơi ở nông thôn hay thành thị, việc có sống cùng nhà với người khác hút thuốc hay không và có quy định cấm hút thuốc ở nơi làm việc hay không thì cả hai nhóm cũng không có sự khác biệt. Phần lớn đối tượng thì khoảng 1/3 số đối tượng là sống cùng nhà với lại người hút thuốc và phần lớn đối tượng thì làm việc ở trong môi trường không có cấm hút thuốc, quy định cấm hút thuốc. Một số các cái biến số theo dõi về đánh giá về hành vi hút và cai thuốc trước đó thì không có sự khác biệt giữa hai nhóm về mức độ phụ thuộc nicotine cũng như là tuổi bắt đầu hút điếu thuốc đầu tiên, tuổi hút thuốc mỗi ngày và số năm hút thuốc. Phần lớn đối tượng là hút thuốc phụ thuộc nicotine ở mức độ trung bình với tỷ lệ trên 60%. Tuổi bắt đầu hút thuốc, điếu thuốc đầu tiên và hút hàng ngày phần lớn đối tượng là đều từ dưới 18 tuổi và cái số năm hút thuốc trung bình của cả hai nhóm là trên 30 năm.
Về phân bố số lượng điếu thuốc lá hút trung bình cũng như là nỗ lực cai thuốc trong vòng 12 tháng vừa qua thì cả hai nhóm cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Phần lớn đối tượng thì hút số lượng điếu thuốc trung bình ở khoảng tầm 15 điếu và phần lớn là thuốc lá và thuốc lá điếu và thuốc lào, và đến khoảng trên 80% đối tượng là không có nỗ lực cai thuốc trong vòng 12 tháng trước khi nhập viện. Cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm về phân bố chẩn đoán bệnh lý hô hấp cũng như là thời gian nằm viện. Bệnh lý chiếm tỷ lệ cao nhất đó là viêm phổi mắc phải cộng đồng, tiếp theo là nhóm bệnh nhân bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư phổi, lao phổi. Về hiệu quả của hai phương pháp can thiệp cai thuốc ở các thời điểm theo dõi 1 tháng và 3 tháng thì đối với phương pháp can thiệp thông thường tức là tư vấn trực tiếp khi nằm viện thì cho tỷ lệ cai thuốc thời điểm 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng khá là cao với tỷ lệ tương ứng là 66,67%, 61,54% và 58,97%. Đối với nhóm can thiệp tích cực thì cũng cho tỷ lệ cai thuốc ở các thời điểm 7 ngày, cai liên tục 1 tháng và cai liên tục 3 tháng cũng ở mức tương đối là cao, tương ứng là 75%, 72,29% và 65,06%. Trong đó thì nhóm can thiệp tích cực cho tỷ lệ cai thuốc cao hơn so với nhóm can thiệp thông thường, tuy nhiên sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. Đối với lại cái theo dõi ở thời điểm 6 tháng thì tỷ lệ cai thuốc thời điểm 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng ở hai nhóm cũng tương đối là cao, ở mức với thời điểm cai thuốc từ 7 ngày, 1 tháng, 3 tháng thường là trên 60%. Đối với cai liên tục 6 tháng thì tỷ lệ của nhóm can thiệp thông thường là 46,84% và nhóm can thiệp tích cực là 55,29%, cao hơn so với nhóm can thiệp thông thường. Tuy nhiên thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, có lẽ là do cái cỡ mẫu của chúng em còn thấp. Thế tỷ lệ nghiên cứu, tỷ lệ cai thuốc trong nhóm nghiên cứu chúng em thì cao hơn so với nghiên cứu của các tác giả khác trên thế giới. Như các của tác giả Leibu và cộng sự năm 2016 thì cho tỷ lệ cai thời điểm 7 ngày là 14,8% và 26,4% tương ứng ở nhóm can thiệp thông thường và can thiệp tích cực. Với tỷ lệ cai liên tục 6 tháng thì thấp hơn, cũng tương ứng là 10,7% và 19,6% ở nhóm can thiệp thông thường và nhóm can thiệp tích cực. Tuy nhiên thì đây là nghiên cứu mà tác giả thực hiện trên đối tượng là hơn 500 người hút thuốc khỏe mạnh. Có lẽ vì vậy nên là cái động lực cai thuốc ở nhóm đối tượng này không cao như những nhóm bệnh nhân mà mắc bệnh lý hô hấp. Đồng thời là cái mức độ nghiện thực thể ở cái nhóm đối tượng này trên 40% là nghiện thực thể mức độ nặng, vì vậy có lẽ là cái khả năng bỏ thuốc cũng sẽ khó khăn hơn. Đối với nghiên cứu của Upken và cộng sự trên 267 bệnh nhân mạch vành thì tỷ lệ cai liên tục 6 tháng xác nhận bằng đo nồng độ CO tương ứng là 34% và 45% ở các thời điểm ở nhóm can thiệp và tích cực và can thiệp thông thường. Thế tuy nhiên nghiên cứu này cho tỷ lệ cai thuốc tương đối là cao, tuy nhiên thì cái cường độ can thiệp thì với cái đặc điểm can thiệp ở trong cái nhóm nghiên cứu này là họ chỉ sử dụng có một lần can thiệp tư vấn trực tiếp kéo dài 40 phút khi nằm viện, đồng thời với lại 3 lần gọi điện thoại sau khi ra viện. Có lẽ là cái sự khác biệt về cường độ can thiệp khi ra viện nên cái tỷ lệ cai thuốc có thể sẽ khác. Tương tự nghiên cứu của tác giả Donella và cộng sự năm 2000 trên nhóm bệnh nhân nhồi máu cơ tim theo dõi 6 tháng thì cũng cho tỷ lệ cai thuốc thời điểm 7 ngày tương đối là cao, là 43% và 67% ở nhóm can thiệp thông thường và can thiệp tích cực. Trong nghiên cứu này thì tỷ lệ cai thuốc cũng có vẻ như là thấp hơn so với lại nhóm nghiên cứu của chúng em, nhưng mà đây là cái nghiên cứu mà theo dõi với thời điểm kéo dài là 12 tháng, có lẽ là cái thời gian cai thuốc dài hơn, thời gian theo dõi dài hơn thì cái tỷ lệ cai nó sẽ bị giảm đi theo thời gian. Khi đánh giá về ảnh hưởng của phương pháp can thiệp đến hiệu quả cai thuốc thì chúng em thấy là không có sự khác biệt giữa hai phương pháp can thiệp về tỷ lệ cai về trên hiệu quả cai thuốc ở cả hai nhóm can thiệp thông thường và can thiệp tích cực. Tuy nhiên như chúng ta cũng đã phân tích trước đó là cái tỷ lệ cai về mặt giá trị tuyệt đối thì nó có vẻ là cao hơn ở nhóm can thiệp tích cực so với nhóm can thiệp thông thường. Cái sự khác biệt ở đây chưa thấy rõ ràng là có lẽ bởi vì là cái cỡ mẫu của chúng em cũng thấp nên là trong tương lai chúng em hy vọng là sẽ có thể lấy được với cái cỡ mẫu lớn hơn để hy vọng là có thể có cái kết quả đại diện hơn cho cộng đồng. Để kết luận thì em xin kết luận là tư vấn trực tiếp của một lần tư vấn ngắn khi nằm viện cùng với một lần tư vấn sâu kéo dài trên 30 phút ở bệnh nhân điều trị nội trú, các bệnh nhân hô hấp điều trị nội trú là can thiệp có hiệu quả, và tư vấn chủ động qua điện thoại sau khi ra viện ở các cái thời điểm gồm có các cái cuộc gọi điện thoại thời điểm 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 2 tháng và 3 tháng thêm vào cái tư vấn trực tiếp khi điều trị nội trú trên nhóm bệnh nhân hô hấp mang lại hiệu quả cai thuốc cao hơn, tuy nhiên sự khác biệt chưa có những thống kê, có lẽ là do cỡ mẫu của nghiên cứu thấp. Phần trình bày của em xin kết thúc.